Chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì hôm nay em có đến vườn mai của chú Út Lộc tại ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre để quay cho cả nhà mình cùng giao lưu với nhà vườn một lô mai ha cả nhà. Thì như cả nhà mình thấy trước mắt em ấy, thì cái vườn của chú rất là đẹp luôn, cây cối nói chung thì rất là xum xuê ha. Thì bên nhà vườn mình chỉ có hai cái mức giá thôi, thì những cái mặt hàng như trước mắt của em ấy, cả nhà mình thấy là 2 triệu một cây, còn cái loại nhỏ hơn thì 1,3 triệu, là mỗi một loại là có 150 cây, tổng cộng là trên dưới 300 cây hết cả nhà. Thì cái này thì nhà vườn bán cái giá tại vườn nha cả nhà, giá sale tại vườn chứ không có ship lẻ, nên cả nhà mình thí dụ có nhu cầu thì mình về tận vườn để mình giao lưu với nhà vườn một chút ha. Nói chung thì cái lô mai này nhìn cái tặng nó lớn lắm, cái loại 2 triệu nè. Đâu giờ chú Út đo giùm con thử vài cây hết, cây nào cũng được, đo đại 2-3 cây đi cho cô chú mình thấy cái cỡ nó nằm ở cỡ nào. Ồ, cái tàn hết biết không, cả nhà thấy không? Cái đó nhiều chứ, 28. quỳnh 28 ha. Có cây nào nhỏ hơn không, cây kế luôn đi. Nó cho nó dao động cỡ cỡ ha, dao động bao nhiêu vậy đó, chứ còn nó bự quá. 23. 23 ha, 23 đến 28. cho 23 tới 28, thì 23 là cái cây nhỏ nhất đó cả nhà. Nhưng mà tại vì cái quành 23 nó nằm trong cái vạt này là cái tàn nó bự dữ lắm, bự. Cái này là nãy chú nói 150 phải không? 150 cây chậu 6, 150 cây chậu 5. 150 cây chậu 6 này là cái giá 2 triệu ha. Là 2 triệu này coi như là kiểu như gút bao nhiêu cây mấy 2 triệu Út, hay là kiểu sao? 50 cây đó. 50 cây là bốc xỏm ha, kiểu sao? Vô lựa 50 cây hay là Cho lửa luôn, cho lửa 50 cây. cho lựa 50 cây hả? Ồ, vậy là ngon quá rồi. Dạ, cho lựa 50 cây thì tầm 2 triệu thì ngon quá. Cái này chiều cao chắc cũng tầm khoảng 2,2 m tới 2,5 m không? Đó, cả nhà mình thấy không? Tàn túa như chỗ chú Út đứng to hết hồn không? Được. Thì nụ nút thì cái lô mai mình cũng khá là ok rồi ha. Chung thì vậy là ngon lành rồi. Hết biết cái tàn. Đây cả nhà mình thấy ha, tàn túa xum xê nụ nút cứng ngắc luôn. Thì cái giá 2 triệu thì cả nhà mình đừng có so sánh cái chậu nha. Cái tàn với cái lại cái hoành thôi. Còn chậu đúng ra những cái hàng này thì sang qua chậu 7, nhưng mà nuôi chậu 6 vậy cho nó im hơn. Nuôi chậu 6 thì cái cây nó không có bị thối rễ ha, cây nó mau phát triển hơn. Rồi giờ mình dời qua cái loại chậu 5 thì cái con đi qua dùng quay kỹ lại. Dài dài trong đó ha. Đây là hàng chậu 5. Thì chẳng vô chú lựa, chú đo giùm con thử cái dài gốc thử chú. Dạ. Nụ nút thì vô nụ nút ngon lành hết rồi nha cả nhà. Mình 22 cái kế luôn bây giờ chứ. Trời ơi, nụ quá trớn luôn. Hết biết chưa? Từ 19 đến 22. Từ 19 tới 22 ha. Ủa này nó luôn hả? Cậu vô cái tạng tưởng cái cây tưởng tưởng tưởng, tưởng mấy hàng chậu 6 chứ. Dạ, 2 m. Cả 2 m 2 mà. Ồ, cái vàng này tính ra chiều cao dữ ha. Cao khoảng 2,2 m ăn lên không mà. Nó đều thấy ghê luôn mà nó cao. Cái lô này nụ dữ người ta nuôi. Nuôi hết biết cái vàng nụ nữa. Nụ về đạt rồi. Nói chung á thì cái tháng này còn cô vàng lá đồ này nọ chứ
đầu tháng sau là tập tung vô nụ, mai phải nụ như vậy rồi nhìn, nhìn vô nó mới đã mắt. Coi chú anh chị coi nè, hết biết chưa. Rồi, có làm tắt luôn hả chú? Kệ qua luôn. Cái này là mình bán bao nhiêu một chậu gì chú? Cái này là 700 chậu, là 250 một chậu. 250 một chậu hả? Có 700 chậu như thế này đây. Ôi ôi, này tắt này đúng tắt bánh xe luôn nè. Thấy tái nào tới nấy. Hết biết luôn không? 250 một chậu. Thì cô chú anh chị mình có cái hướng mà mua đi bán lại thì liên hệ chỗ nhà vườn chú ha. Cái lô 1,3 triệu, lô chậu 5 này nó cao nó bự thấy ghê ta. Thì thí dụ như cái này cũng lựa luôn hả chú? Cũng lựa 50 cây ha. 100 cây lựa 50 cây thì hết ý rồi, đâu còn. Ủa 150 cây. Hết ý rồi đâu còn gì nữa. Nụ nút thì cả nhà mình thấy đó. Lúc này lên nụ ngon lành hết rồi. Thì em xin nhắc lại ha, cái địa chỉ của nhà vườn mình là tại ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre. Cô chú anh chị mình có cái nhu cầu muốn mua đi bán lại thì cái lô này cũng khá là ok luôn cả nha, nụ nút ngon lắm. Đây thì có những anh em hôm đó nam cũng quay, em cũng có nói nhiều ha. Thì những anh em mà ở mua về cánh Tây Nguyên á thì mấy cái lô này thì ngon lành rồi cả nha, tại nụ nó lên sẵn hết trơn rồi, mình đem đi về ngoài thì nó thần thời tiết thời gian đem mình lặt lá là lên ngon lành luôn đó. Mà chứ chị thấy dàn nụ năm nay thì hầu hết đa phần những cái nhà vườn thì nuôi nụ đạt hơn năm rồi, năm rồi tới em thấy gần tết luôn mà sao thấy nụ nó không bằng, năm nay thì quá trớn nụ luôn. Thì cái lô này thì nó cao tầm khoảng 2m2 thôi nha, dao động khoảng 2m2 á, tán rộng thì từ 1m2 tới 1m5. Thì cô chú anh chị mình cái hàng này hàng mình mua lựa mà, với cái giá sàn là như vậy. Thí dụ cô chú anh chị mình thì cứ mạnh dạn mình điện nhà vườn thì thỏa thuận giá ha, ví dụ như thì được mua vừa bán thôi chứ có không gì, giá nhà vườn đưa ra như vậy mình thấy cái tầm của mình là bao nhiêu thì cứ alo ha, còn mình nhắm được luôn thì mình ủng hộ nhà vườn hết nha. Cái lô này nãy giờ em thấy thì bông cũng khá ổn ha, 6 tới 12 cánh mà đa phần 8 12 cánh thì nhiều. Nuôi còn xanh cảo mà nụ nút đẹp quá cả nhà. Thông thường á là cái cây mai cả nhà mình thấy khi mà nó đã lên nụ lên nụ bự rồi á thì cái lá nó hay chuyển sang màu vàng, tại mình tưới phân á, đi phân cái lượng kali nhiều thì nó đổi màu lá. Nó rụng lá nhiều. Còn này cái lá xanh cảo luôn mà cái nụ nút còn rất là ngon. Ở bên này có tắc cổ nữa hả chú? Quá trời luôn, tái xung tầm 20 cây tắc cổ rồi cả nhà. Cô chú anh chị mình có thấy có cái hướng mà mình mua tắc để bán thì liên hệ nhà vườn chú ha. Rồi ơi, và cái trái nào tay nấy nó to thấy ghê không? Tầm 20 cây tắc cổ đó trái cũng chất lượng. Dạ, trái ngon lành à. Cái này có giá không chú? Một triệu một cây ha. Tắc cổ sau lúc này thì nó coi như nó cũng hơi hiếm ha. Giờ cái lượng tắc còn trên vườn của người ta ít lắm, phá ra làm cây giống hết trơn nên giờ mấy tắc mà bự bự vậy giờ ít xịt. Kiếm mua không ra hả chú? Ờ, mấy cây này nó bự như cây cam mà trời. Ba mươi ba ha. Cái này mà nhiều ông không gành, không nói là không có cái trái vô hay gì chứ cây tắc gì mà bự như cây cam. Đã có đi bán tết có ông cự hết chứ, 34 luôn ha. Bán tết bà vợ mua về cái ông chồng đem ra trả lại, nó mấy ông dụ vợ tôi cây cam mà không nói cây tắc, ông đòi đi đem viện gì đó sinh học gì đó kích lên cho biết cây cam hay cây tắc. Bán cây bự quá mà cây tắc nha cả nhà, tắc rồi coi như nó lâu năm á,
Trạng này thì chắc cũng nó cũng ngang ngang với tuổi em mà, chứ cũng không có không ít à, mấy chục năm hết rồi à. Tải xum xuê ha. Ôi cái hàng này năm nay hôm đó nay con đi quay không thấy luôn á. Lúc trước thì còn nhiều, còn giờ người ta phá ra người ta làm cây cây giống hết rồi nên à, hao ha. Với cái năm nay thời tiết mưa nhiều cũng không ngon không hết. Đất thời tiết mưa nhiều nó cái rễ nó không ấy không, làm cũng ít có đạt được vậy lắm. Thôi cái lô này nụ vốn nuôi nụ sao thấy ghê vậy, tại cả nhà thấy không, nụ hết hồn người ta đã thiệt chứ. Rồi em quay lại cái lô bự cho cả nhà mình xem, thì có hai lô thôi, mình có hai lô, một là loại loại 1,3 triệu, hay là loại 2 triệu như thế này đây. Rồi cái bông này cả nhà, cái bông này nó nở mấy ngày nó héo rồi mà cả nhà thấy nhiều lớp ghê không, rất là đẹp ha. Nụ lúc ngon ha, tàn túa ngon. Thì những cái đọt bên ngoài nè cả nhà, dù mình có mua về thì dù mình muốn đi miền ngoài thì cả nhà mình nhờ nhà vườn bấm lại, còn không để luôn được, tại vì nhiều khi bấm quá nó thúc cái nụ lại thì nó kích cái nụ nó lớn quá thì không không ngon không, tùy theo cái địa phương để mình cái hướng mình đi bán á, thì mình chừa cũng được, gần gần tới lãi lá cũng được, còn không bấm lại cũng được ha. Cái đọt non thì nói chung đọt non giờ mình không 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 có xài nữa, chỉ là xài mấy cái đọt bên trong thôi. Dạ cái nhà mình thấy cây nào nấy tán bự bự vậy đó, thì 2 triệu một cây ha. Mấy cái hàng này đúng qua là tao qua chỗ 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 bảy được hết rồi cả nhà. Ồ cái nụ nút nè, biết không, thì hoành tới từ 23 tới 27 lần mà cây hoành lớn, mà tàn tố thì xum xê, thì nó cao từ 2,2 m tới 2,5 m cả nhà. Này 150 cây mà cho lựa 50 cây thì cây đẹp không, hoa hậu không, lựa ra đem ra ngoài một cây nào có nấy vàng hết hồng luôn á. Cả nhà mình coi bên trong cây nào cũng đẹp hết trơn nha, chứ không phải quay ở ngoài làm mẫu gì thôi, nó xanh ôm mà nụ nút thì ngon lành ha. Đó, cả nhà mình thấy chưa, cái cây nó bự lắm chú Út cũng đứng đó, là cây nào cái nấy bự bự không à. Đó thì 2 triệu một cây thì cái giá này rất là hợp lý cả nhà. Ủa như mấy cây này mà đi ra ngoài đứng nó bự kinh khủng lắm, nó đứng một mình nó bự dữ lắm cả nhà. Đi lên bán Tết mà nếu như mà mình cái mặt bằng không rộng là này để không được cái cây đó. Nụ nút thì ngon lành thế này đây, thì chủ yếu giờ mình có nhu cầu hay không thôi, chứ cái giá em thấy giá này thì hợp lý đó cả nhà. Dài 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 trong này cây nào nấy bự to không, 2 triệu một cây, tồi đất ơi cái cây. Đẹp ghê, tàn rúa hết biết luôn. Cái này cả nhà coi thấy chỗ chú cũng đứng, ui ôi cây đứng ra xa hết xa luôn, cũng không có thấy hết được cái tàn, đẹp ghê, cái lùng 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 nhìn lực ha. Ủa, mấy cái này cũng có tàn hết biết luôn, nụ nút cả nhà coi xanh cảo vậy chứ nụ đạt lắm nha. Ừ, xanh cảo chứ nụ đạt lắm. Cả nhà coi nhìn cái lá vậy chứ mình coi mình dở cái dở lên một cái cả nhà thấy nè, nó xương cá luôn á, đã chưa. Nói chung thì năm nay thì cái lượng mai nhiều, cái ông nào quay sau thì ông canh cái giá của ông quay trước thì nó bằng giá hoặc là rẻ hơn thôi, nên cả nhà mình càng mua về sau này thì cái giá càng nới ha. Giá này em thấy hợp lý á, cây bự lắm nha cả nhà. Thí dụ em thấy trực tiếp ở ngoài á, mình mới thấy nó cái độ bự của nó, còn nhiều khi mình thấy ở trong trong hình không có biết, trong hình là coi như mình quay coi như cây nào cũng như cây nào mà đâu có biết nó bự nhỏ, cây nhỏ thì ra cây bự ra cây nhỏ, miễn không có cái người mà làm mẫu là không biết.
bự tảng thần hồn luôn mà. Cao em dối lên là còn dư một khúc luôn đó nha. Hết biết cái tàn. Dàn nút nè. Thì nút này là vừa dữ lắm đó nha. Cô chú anh chị nào mà có cái hướng mà mua đi dùng cao đó, thì cái lô này là ngon lành nè. Nói vậy thì không phải là ở đồng bằng mình không mua được nha, nhưng mà ý là nói là cái nụ nó đủ lớn á. Còn cô chú anh chị mình đừng có sợ cái vấn đề mà nụ mà nó to to rồi nó nở sớm, nó nở theo cái gió, theo cái đợt gió thì nó nở cái bông nhỏ nó cũng nở nữa, chứ không phải là cái nụ nhỏ nó cũng nở nữa, chứ không phải nụ bự nó mới nở nha cả nhà. Cái đó là ngay mấy đợt người ta kêu nở bông gió đó, thì cái nụ nhỏ thì nó nở một bông, còn nụ bự thì nó nở lên năm bảy bông vậy, dụ vậy đó. Nó nở qua một cây vậy, nó nở chừng vài chục bông là cả nhà mình thấy vàng cây, chứ thật sự một cái cây của mình, một cây thì nó hàng hàng ngàn bông, hàng ngàn nụ vậy đó, nên cả nhà mình an tâm ha. Quá trời, nói chung cái đám mai này rất là đạt, coi như cô chú anh chị có cái hướng thì mình mua bán thì liên hệ trực tiếp chỗ chú Út để mình thương lượng giá cả rồi xe cộ đồ này nọ ha, rồi gửi bao lâu thì đây nhà vườn cũng cho chúng ta gửi tới nụ nút đồ ngon lành, nói chung là ngon lành hết rồi mình lấy hàng ha. Chứ từ khi mà gửi mà lặt lá thì cái đó thì cả nhà mình phải phụ thêm phí cho nhà vườn à, tại vì một cây như thế này á, mà một người lặt một ngày không có nhiêu đâu á, nên ví dụ mà có cái hướng mà tới hơi gửi hơi lâu lâu á, thì phải phụ phí thêm cho nhà vườn, cái đó thì đương nhiên rồi ha. Tùy theo cái điều kiện của cô chú anh chị mình mua, nhiều khi về không có mặt bằng để đó, nên em đi quay lúc nào cũng có tư vấn cho nhà vườn là chắc cũng phải có cho gửi, chứ không gửi thì chắc cũng hơi khó ha. Rồi thì em xin nhắc lại một lần nữa để chúng ta nắm cái giá thôi nha. Thì nhà vườn mình có hai cái cỡ mai, cái loại như trước mắt em là 2 triệu nha, thì nó hoành từ 23 tới 20 27, còn cái loại cuối cùng là 1,3 triệu. 1,3 triệu là từ 18 tới 22, nhưng mà cái lô đó thì nó có chiều cao lắm nha, cao tới 2,2 m lận, 2 m 2 m 2. Rồi thì chắc em xin kết thúc cái clip đây tại đây ha nha. Thì cái số điện thoại của nhà vườn em để bên dưới phần tiêu đề á, để chúng ta tiện liên hệ ha. Rồi chào tạm biệt cả nhà nhé, chúc cả nhà một ngày thật là nhiều niềm vui cũng như thật nhiều sức khỏe ha. Chào tạm biệt cả nhà.